Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Bạch Lộc chính thức xác nhận lên xe hoa cùng bạn trai kém 4 tuổi sau gần 1 năm hẹn hò. Ảnh cưới của Bạch Lộc và bạn trai kém 4 tuổi khiến dân tình đứng ngồi không yên vì quá đẹp đôi. Sở hữu dàn người tình màn ảnh bằng những mỹ nam đẹp trai, vậy nên Bạch Lộc thường xuyên dính tin yêu đương, hẹn hò. Gần đây nhất, khán giả đã tích cực đệ thuyến cô nàng và La Vân Hy sau khi cùng hợp tác trong bộ phim Trùng Nguyệt Tận Minh. Trước đó, cả hai đã từng đóng chung trong Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương và luôn giữ mối quan hệ thân thiết. Tuy nhiên, đứng trước mọi tin đồn hẹn hò, Bạch Lộc đều giữ im lặng. Mới đây, dân tình được fan đứng ngồi không yên trước hình ảnh mặc váy cưới của Bạch Lộc. Theo đó, hình ảnh chụp chung của cô nàng và Vương Hạc Đệ trên phim trường Dị Ái Vi Danh đã được đăng tải. Điều đáng chú ý là trong ảnh, cặp đôi này đều mặc lễ phục cưới. Nhìn những hình ảnh này, nhiều khán giả cảm thấy vô cùng vui mừng vì được an ủi sau cái kết bi thảm của Trùng Nguyệt Tận Minh. Dù chênh lệch 4 tuổi, thế nhưng Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ vẫn nhìn rất đẹp đôi. Cả hai đều sở hữu ngoại hình đẹp và đặc biệt là sự chênh lệch chiều cao hoàn hảo để đóng phim ngôn tình. Ngoài hợp tác ở Dị Ái Vi Danh, Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ còn cùng tham gia Keep Running và gây ấn tượng với nụ cười thương hiệu. Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng thừa nhận rằng sau khi xem Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ trong Keep Running, họ không thể tưởng tượng được cạnh cặp đôi này đóng phim tình cảm. Bởi lẽ, khi tham gia chương trình thực tế và cả ở ngoài đời, hai ngôi sao này là những cây hài có nụ cười cực khó đỡ. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng hình ảnh hậu trường của cả hai ở Dị Ái Vi Danh vẫn cực kỳ xuất sắc. Hiện khán giả vô cùng mong đợi bộ phim Dị Ái Vi Danh do Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đóng chính sớm qua kiểm duyệt và lên sóng. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.